Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón Maria và ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong những ngày chuẩn bị Giáng sinh và mùa Giáng sinh thì chúng ta có một bầu không khí rất là đẹp. Chúng ta có sự trang hoàng, nào là cây thông, nào là đèn sao, nến sáng, rồi hang đá, rất là sinh động. Có lẽ trong một năm phụng vụ thì mùa Giáng sinh và lễ Giáng sinh đó là cái mùa tạm gọi là sinh động nhất. Và có người đã nghĩ rằng đây là lễ lớn nhất. Nhưng mà thưa, không phải vậy. Trong đức tin Kitô giáo của chúng ta thì lễ lớn nhất số 1 đó chính là lễ phục sinh. Số 2 đó là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và số 3 thì mới đến lễ Giáng sinh của chúng ta. Điều này để cho chúng ta thấy được rằng đúng là bậc 3 đấy, nhưng mà nó lại là một khởi đầu. Bởi vì phải có Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai và Đức Maria, người mẹ của chúng ta xin vâng, thì Chúa Giêsu mới chào đời. Tất nhiên người ta cũng hỏi lại: Đức Mẹ không xin vâng thì sao? Cũng được, Chúa sẽ chọn người khác, Chúa sẽ chọn cách khác, không biết. Nhưng mà thưa, đã xảy ra như vậy rồi, và ta tin chắc rằng đó chính là cả một công trình cứu độ, và bắt đầu với lễ Giáng sinh như vậy. Thế nên có nhiều câu hỏi đặt ra trong cái mùa Giáng sinh này lắm. Nào là Chúa Giêsu sinh ra có chính xác ngày 24 tháng 12 không? Mừng đêm 24 rồi ngày 25 chúng ta mừng không? Thì thưa, chúng ta biết là vào thế kỷ thứ 3, thứ 4 có những làn sóng gọi là tạm gọi là làn sóng rất nhiều người ngoại đạo trở lại với Công giáo. Và rồi Đức Giáo hoàng Junius thì Ngài đã xác định cái ngày 25 tháng 12 đó, đó là ngày mà đón nhận các anh chị em ngoại giáo đó tin vào Chúa Giêsu. Chứ không hẳn chỉ là lúc bấy giờ người ta tin rằng cái ngày 25 tháng 12 là ngày thờ thần mặt trời. Không phải. Đúng là có như vậy. Nhưng mà trong Kitô giáo của chúng ta, Đức Giêsu là mặt trời công chính. Nhưng mà người soi chiếu tâm hồn những dân ngoại để mà đến mà thờ lạy, để mà hoán cải và đón nhận đức tin.
Rồi cũng sẽ có câu hỏi này, sao mà lại Chúa lại phải sinh ra ở trong hang đá nghèo hèn khó khăn như thế này? Xin cống hiến ông bà anh chị em một bài thơ mà chúng tôi đã sưu tầm được từ cái thời xa xưa lắm, lúc đó bây giờ chưa có internet nữa. Một bài thơ rất là dễ thương nhưng mà cũng thú vị. Hỏi sao người không sinh trong sa mạc, có phải sợ mặt trời và vô tận cô đơn? Nhân loại thân tình đã cũng trổ hoa thơm, có khi một mình mà không hề đơn độc, giữa phố đông người có thể vẫn cô đơn. Hỏi sao người không sinh trên biển sóng, có phải sợ đời nguy hiểm chốn phiêu lưu? Nhân loại thân tình gian khổ vẫn thương yêu, có khi ấm êm mà giết nhau thầm lặng, nhiều lúc kinh hoàng vẫn đẹp biết bao nhiêu. Hỏi sao người không sinh trên đỉnh núi, sợ buồn lâu hay sợ cách xa nhiều? Nhân loại thương nhau, tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, cửu thập đèo cũng qua. Thảm kịch cô đơn không do đời cách trở, nhưng do người lầm lỡ chối từ nhau. Nỗi nghi ngờ làm nên chuyện trầu cau, óc phân biệt gọi mưa ngâu thương nhớ. Nếu trái tim không đặt bờ cách trở, thì trăm sông chung đổ một nguồn vui. Ngày xưa Bethlehem không tủi nghĩa đơn côi. Một bài thơ đúng là đặt một câu hỏi nhưng mà đã trả lời luôn. Trả lời luôn để cho chúng ta thấy rằng đôi lúc ở trong đời sống của chúng ta, sống đông người nhưng mà vẫn cứ cô đơn. Đôi lúc trong cuộc đời của chúng ta có khi ấm êm lắm nhưng mà giết nhau thầm lặng. Rồi nhiều lúc kinh hoàng sợ hãi nhưng mà vẫn đẹp biết bao nhiêu. Chúng bà anh chị em biết ngày hôm nay ở bên đất thánh, tức là bên Jerusalem, cái dải Gaza, người ta không có Giáng sinh. Nhưng mà những cái người ở đó, cả chính thống giáo, cả những người, nói chung là những người tin vào Chúa Giêsu, thì lại vẫn cứ gọi là cầu nguyện. Họ không tổ chức rầm rộ nhưng mà cùng một lòng một ý để mà cầu nguyện, để mà xin Chúa ban hòa bình cho thánh địa. Đấy, trong những lúc kinh hoàng như vậy, không có những hình thức bên ngoài, không có rước sách, không có đèn hoa, không có cây thông, không có gì cả, nhưng mà người ta lại cảm thấy rõ ràng rằng lúc đó vẫn đẹp biết bao nhiêu. Bởi vì cái trang hoàng bên ngoài đó nó chỉ là phần phụ của lễ Giáng sinh mà thôi. Rồi hỏi sao người không sinh trên đỉnh núi? Đúng là nhân loại chúng ta thương nhau thì tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, cửu thập đèo cũng qua. Đã thương nhau rồi thì người ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, mọi thử thách. Và quả thật thảm kịch cô đơn không do đời cách trở, nhưng mà do lòng người lầm lỡ chối từ nhau. Thánh Gioan khi mà nói về mầu nhiệm nhập thể, người đã đến trong nhà của người mà người nhà đã không đón nhận người, còn những ai đón nhận người thì người cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Đó là bài tin mừng ta gọi là tự ngôn hay là lời tựa của tin mừng Thánh Gioan. Và chúng ta sẽ được nghe ở trong thánh lễ ban ngày của ngày mai. Rõ ràng đúng là người đã bị chối từ. Chính con người chối từ nhau như vậy làm nên cái chuyện trầu cau, làm nên cái chuyện gọi là mưa ngâu thương nhớ. Cuối cùng thì tác giả thi sĩ mới kết luận: nếu trái tim không đặt bờ cách trở, thì trăm sông trông chung đổ một nguồn vui. Ngày xưa Bethlehem không tủi nghĩa đơn côi. Rõ ràng rằng mầu nhiệm Giáng sinh, câu chuyện Giáng sinh hay là tinh thần và sứ điệp Giáng sinh ở trong chúng ta khi chúng ta không đặt bờ cách trở, khi chúng ta gọi là vượt qua những khó khăn, những thử thách để mà sống yêu thương. Bởi vì chúng ta sẽ nghe được câu chuyện Giáng sinh ở trong tin mừng, đó là Đức Maria và Thánh Giuse phải về quê để mà gọi là khai nhân khẩu. Tức là
Ngài phải đi từ Nazareth đến Bethlehem, một hành trình dài 150 cây số. Mà lúc bấy giờ thì làm gì có xe máy, làm gì có những phương tiện như ngày hôm nay. Thì các vị, nhất là Đức Maria còn đang mang thai nữa, chúng ta biết rằng hình Đức Mẹ Maria mang thai đó được gọi là Đức Mẹ Hy Vọng đấy, thì chắc hẳn phải đi bằng những phương tiện, ít là bằng con lừa để Đức Mẹ ngồi ở trên. Và chắc chắn một hành trình dài như thế sẽ phải mất ít nhất là 5 ngày đi bộ, mà cứ như vậy mà đi 4-5 ngày. Khi mà đến Bethlehem rồi thì người nó mệt rã rượi ra, chúng ta cứ thử tưởng nghĩ như vậy. Rồi bây giờ tìm chỗ để mà trọ cũng không có, người ta chối từ, bởi vì thấy hai ông bà nhà quê này gọi là sau 4-5 ngày đường thì chắc là bụi đường nó lấm lem lắm, thế nên gõ cửa, thậm chí có nơi họ không muốn mở nữa. Và cuối cùng thì phải đành đi ra cái ngoài cái hang đá, và cái hang đó đó Đức Maria đã sinh ra Chúa Giêsu. Như vậy trong cái đêm đầu tiên đó chỉ có Đức Mẹ và Thánh Giuse thôi. Rồi hài nhi Giêsu ra đời trong một cái máng cỏ, cái máng đó là cái dành cho súc vật ăn. Chúng ta biết rằng là trong Kinh Thánh đó, cái từ Bethlehem nó có nghĩa là nhà của bánh. Có nghĩa rằng Chúa Giêsu sinh ra mà thiên thần nói rằng anh chị em sẽ thấy một dấu chỉ. Đó là một trẻ thơ nằm ở trong máng cỏ, rồi bọc ở trong một cái khăn. Thế thì cái dấu chỉ của bất kỳ trẻ thơ nào mà sinh ra ở cuộc đời này đều bọc trong tấm khăn hết, bọc trong tã hết để mà giữ ấm. Còn cái dấu chỉ mà thiên thần muốn nói ở đây đó chính là cái máng cỏ. Cái trẻ thơ đó đã sinh ra và đặt nằm trong cái máng cỏ, trở thành bánh ăn cho con người. Nhà của bánh là vậy. Thế nên chúng ta hiểu được cái mầu nhiệm Giáng sinh sẽ gắn liền đi với tiếp theo là mầu nhiệm thập giá. Rồi chúng ta có thể nói khi Đức Maria và Thánh Giuse rồi sinh Chúa Giêsu ra, thì cái người đầu tiên đến mà hiện diện ở trong cái hang đá đó là ai? Đó là các mục đồng. Các mục đồng đã nghe thần sứ của Chúa nói là tôi chỉ cho anh em đấy, và các em đó đã đến. Mà các mục đồng ở đây lại là những người nghèo khó nhất, những người bị gạt ra bên lề xã hội, những người không được tôn trọng, nói chung là những người thấp bé nhất. Khi ông bà anh chị em biết đâu, ở bên đất thánh đó, có cái nhà thờ gọi là nhà thờ Giáng sinh. Cái nhà thờ đó cái cổng nó cao quá chừng 1 mét mấy à. Cái cửa mà đi vào trong nhà thờ nó lạ lắm, có một cửa duy nhất thôi, mà cao 1 mét mấy à, 1 mét 2, 1 mét 3. Mà chúng ta biết rằng là nếu mà muốn đi qua cái cổng đó thì người ta chỉ có cúi đầu mà đi qua thôi, không cúi không đi được. Nghênh ngang như thế này chỉ có đụng đầu thôi, u đầu thôi. Phải cúi mình xuống thì người ta mới vào qua cái cửa được, rồi vào trong cái nơi mà Chúa Giêsu Giáng sinh đấy. Đấy, những mục đồng này là những em thấp bé nhất, những cái em mà bị gạt ra bên lề xã hội nhất, nhưng lại là cái người đầu tiên hiện diện ở trong hang đá Bethlehem. Thế nên cái sứ điệp Giáng sinh hay là tinh thần Giáng sinh là Thiên Chúa muốn nói với chúng ta rằng Thiên Chúa muốn hòa mình, Thiên Chúa muốn chào đón và đón nhận những người nghèo, những người thấp cổ bé họng, những người bị gạt ra bên lề xã hội, những người ở những chân cầu, những người không có nhà, những người mà tạm gọi là dưới đáy xã hội vậy. Đấy, sứ điệp Giáng sinh nói với chúng ta điều đó. Nhưng mà hơn thế nữa, sứ điệp Giáng sinh như chúng ta vừa nghe lại cho chúng ta một danh xưng của Chúa Giêsu mà hằng chúng ta vẫn lặp đi lặp lại trong thánh lễ, đó là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Emmanuel. Chúa ở cùng anh chị em, ở người ở cùng chúng ta. Còn trong lễ Giáng sinh này, ta xin Chúa để sinh ra trong tâm hồn chúng ta. Để mà sao? Để mà Chúa sẽ trở thành niềm vui, trở thành bình an và trở thành mọi sự cho cuộc đời của chúng ta. Hai điều đó
câu chuyện Giáng sinh, đưa đến sứ điệp Giáng sinh, đưa đến tinh thần Giáng sinh, để cho chúng ta những Kitô hữu tin rằng, mong muốn rằng, cầu nguyện rằng, và làm hết sức mình để Chúa sinh ra trong cuộc đời của mình, để mà biết cảm thông, biết chia sẻ, biết thương yêu những người nghèo khó nhất, và nhất là để cho Chúa được sinh ra mỗi ngày trong những tâm hồn trước tiên là những người nghèo khó nhất. Xin cho tinh thần Giáng sinh luôn sống ở trong cuộc đời của chúng ta, và xin phúc lành của Hài Nhi Giê-xu lớn lên mỗi ngày trong chúng ta, nhất là trong năm 2024 sắp tới đây. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.